Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 10, Israel đã bắt đầu tấn công Iran để trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran vào hôm 1 tháng 10. Israel cho biết họ có quyền đáp trả các cuộc tấn công từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Quân đội Israel thông tin, các năng lực phòng thủ và tấn công của chúng tôi đã được huy động đầy đủ. Theo truyền thông Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở phía tây thủ đô Tehran. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận thông tin này và cho biết tiếng nổ có thể xuất phát từ việc kích hoạt hệ thống phòng không. Phóng viên AFP tại hiện trường cũng xác nhận đã nghe thấy các vụ nổ trong khu vực. Quân đội Israel sau đó đã ra tuyên bố chính thức, xác nhận họ đang thực hiện các cuộc tấn công trên. NBC News dẫn lời hai quan chức cấp cao của Ả Rập đưa tin, Cuộc không kích của Israel có vẻ như đã nhắm vào một kho vũ khí và một doanh trại hoặc văn phòng ở Tehran. Kênh 12 trích dẫn các nguồn tin độc lập ở Iran cũng cho hay, các cuộc tấn công của Israel đang diễn ra ở phía đông Tehran và một cơ sở chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Kênh 12 cũng đưa tin rằng, đợt không kích đầu tiên của Israel nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và phòng không Iran. Theo phóng viên AFP, các vụ nổ liên tục và vệt sáng có thể nhìn thấy trên bầu trời ở trung tâm Tehran sau đợt tấn công mới. Reuters dẫn tin truyền thông địa phương cho biết thêm, bốn vụ nổ nữa được ghi nhận ở phía đông Tehran và phòng không ở đây vẫn đang hoạt động. Ông Yisrael Zip, cựu lãnh đạo ban tác chiến của IDF, gọi các cuộc tấn công của Israel vào Iran mang tính lịch sử. Ông nói Israel đã thực hiện bất cứ điều gì họ muốn trong nhiều giờ trên bầu trời Iran, nhắm vào một số mục tiêu quân sự quan trọng nhất của nước này. Ông Zip cũng nhận định việc Israel chỉ nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự khiến Iran rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc chọn phương án đáp trả sau này. Ngay sau tin tức Israel tấn công Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, Joab Galan, nội dung điện đàm chưa được tiết lộ. Trong khi đó, một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ trước đó cho biết nước này không tham gia vào các hoạt động của quân đội Israel chống lại Iran. Trong khi đó, Fox News lại đưa tin Israel đã thông báo cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công sắp tới ngay trước khi tiến hành cuộc đột kích. Tờ tham ước Israel vừa qua dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi, thông báo nước này đã phá hủy hoàn toàn mạng lưới chỉ huy cấp cao của Hezbollah, đồng thời tin rằng Tel Aviv có thể sớm đạt được một kết quả sắc nét cho chiến dịch trên lãnh thổ Liban. Kể từ khi Israel tăng cường không kích các mục tiêu ở Liban giữa tháng 9 năm 2024, sau đó mở chiến dịch trên bộ đầu tháng 10 năm 2024. Ít nhất 8 lãnh đạo cấp cao Hezbollah đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel, bao gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong vụ ném bom vào Beirut và người được cho là kế nhiệm ông Nasrallah là giáo sĩ Hassan Safi Eddine. Các nhân vật cấp cao khác được xác nhận thiệt mạng là phó thủ lĩnh Hezbollah Nabik Kauk, hai chỉ huy đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah gồm các ông Ibrahim Akin và Ahmad Guebe, lãnh đạo đơn vị máy bay không người lái Mohammad Suru và chỉ huy đơn vị tên lửa Ibrahim Kobeisi. Ngoài hủy diệt mạng lưới chỉ huy, trong thời gian gần đây, Israel cũng đã tăng cường hoạt động quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính của Hezbollah tại Liban. Theo hãng thông tấn AP, lực lượng Israel đã tấn công ít nhất 15 chi nhánh an hassan của Hezbollah. Đây là một tổ chức tài chính bị cáo buộc tài trợ cho các hoạt động quân sự của phong trào này. Các cuộc không kích nhắm vào các chi nhánh ở Beirut, miền Nam Liban, thùng lũng Pekan và săn phẳng một tòa nhà 9 tầng ở thủ đô. Al an Al Hassan đã bị cả Mỹ và Ả Rập Xê út trừng phạt. Tổ chức này hoạt động như một hệ thống ngân hàng thay thế cho người dân Liban, đặc biệt là kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính của Liban xảy ra vào năm 2019. Quân đội Israel tuyên bố Al Qad, Al Hassan đang giữ hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng của Hezbollah. Những khoản tiền này được sử dụng để mua vũ khí và trả lương cho các tay súng. Các cuộc không kích của Israel là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá hủy năng lực tài chính của Hezbollah và ngăn chặn phong trào này tái vũ trang. Trước đó, ngoại trưởng Israel, Israel Katz, từng tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nhóm vũ trang hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Liban này. Theo tờ Arab News của Ả Rập Xê Út, mặc dù khu vực Trung Đông đang chạy đua với thời gian để tránh một cuộc xung đột toàn diện, tình trạng đối đầu giữa Iran và Israel có vẻ sẽ kéo dài. Iran giống như Israel cho rằng họ đang chiến đấu trong một cuộc chiến sinh tử chống lại các thế lực muốn làm suy yếu mình. Tuy nhiên điều đáng nói là dù không có ưu thế vượt trội về quân sự so với Israel, Iran vẫn có nhiều yếu tố giúp họ nắm lợi thế. Iran đã trải qua hàng thập kỷ hỗ trợ các lực lượng dân quân trong khu vực, từ Liban, Syria, Iraq đến Yemen và Gaza. Các nhóm như Hezbollah, Hamas đều nhận được tài trợ, huấn luyện và vũ khí từ Tehran. Những nhóm này không chỉ đóng vai trò là quân bài chiến lược của Iran, mà còn là công cụ để gây ảnh hưởng trên khắp Trung Đông. Về mặt quân sự, Iran không có khả năng vượt trội so với Israel về công nghệ và sức mạnh. Israel sở hữu một lực lượng không quân, hải quân và mạng lưới an ninh mạng mạnh mẽ cùng với kho vũ khí hạt nhân chiến thuật không chính thức. Tuy nhiên, vị trí địa lý lại là một yếu tố quan trọng. Iran cách Israel hơn 1.500 km và nằm sâu trong lòng Trung Đông, trong khi Israel nằm gần các lực lượng dân quân thân Iran như Hezbollah ở Liban và các nhóm dân quân khác ở Syria. Việc tấn công trực tiếp vào Iran sẽ đòi hỏi Israel phải có khả năng duy trì một chiến dịch không quân kéo dài và tiêu tốn nhiều nguồn lực. Trong khi đó, Iran có thể phản ứng nhanh hơn nhờ các lực lượng dân quân gần gũi với mình ở ngay sát biên giới với Israel. Điều này đặt Israel vào tình thế khó khăn khi họ phải tính toán rất kỹ về các bước đi tiếp theo để không đẩy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi Israel đang tìm cách vô hiệu hóa các lực lượng dân quân thân Iran, chính Tehran lại tiếp tục áp dụng chiến lược đối đầu bất đối xứng, thay vì đối đầu trực diện với Israel. Iran đã sử dụng các nhóm dân quân như một công cụ gây khó khăn cho Israel. Việc này không chỉ giúp Iran tiết kiệm nguồn lực mà còn bảo vệ chính mình khỏi bị tổn thương trực tiếp. Mặc dù các lực lượng này không mạnh như quân đội chính quy, nhưng họ lại có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho Israel thông qua các cuộc tấn công chiến thuật. Từ các cuộc tấn công tên lửa tới các cuộc đột kích nhỏ lẻ, các nhóm dân quân trên đã chứng minh rằng họ có thể làm suy yếu đối thủ mà không cần phải tham gia vào một cuộc chiến toàn diện. Tehran cũng đã thể hiện sự tự tin trong cách tiếp cận hiện tại. Mặc dù về mặt ngoại giao, Iran thường xuyên khẳng định với thế giới rằng họ không tìm cách gia tăng xung đột, nhưng trên thực tế, các hành động của Iran cho thấy một sự quyết tâm bảo vệ và củng cố các nhóm dân quân thân mình. Các nhóm như Hezbollah hoặc các lực lượng tại Yemen và Syria vẫn thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công vào Israel, gây tổn thất nhưng không đủ để kích động một cuộc chiến tổng lực. Chuyên gia phân tích Trung Đông Ali Vaes từ tổ chức International Crisis Group nhận định Iran không muốn chiến tranh nhưng họ sẵn sàng chiến đấu thông qua các lực lượng dân quân để bảo vệ lợi ích của mình. Điều này giúp họ giảm thiểu tổn thất và đẩy thiệt hại sang phía đối thủ. Trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang chú ý đến nhiều khu vực khác, Iran có thể tranh thủ tình hình để thúc đẩy chiến lược của mình. Mỹ hiện đang bị phân tâm bởi cuộc bầu cử tổng thống, trong khi Nga và Trung Quốc đang tập trung vào lợi ích riêng. Điều này tạo ra không gian cho Iran tiếp tục củng cố tầm ảnh hưởng của mình mà không phải lo lắng quá nhiều về sự can thiệp từ bên ngoài. Nhìn chung, Tình hình hiện tại giữa Iran và Israel cho thấy rằng một cuộc chiến lớn có thể không xảy ra ngay lập tức. Nhưng trạng thái xung đột phi đối xứng này sẽ tiếp tục kéo dài với Iran vẫn giữ được vị thế chiến lược của mình. Hãng tin TASS trích dẫn tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong chiến công du tới miền Bắc Gaza, Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi thừa nhận việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar là ăn may, không phải kế hoạch được vạch ra từ trước. IDF hôm 17 tháng 10 từng thông báo đã trừ khử 3 phần tử khủng bố ở Gaza vào ngày trước đó và một trong số này có thể là thủ lĩnh Hamas. Vài giờ sau, IDF xác nhận một trong các thi thể đã được nhận diện là của Sinwar. Tel Aviv cáo buộc nhân vật này là một trong những chủ mưu vụ đột kích đẫm máu của các tay súng Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas lên tiếng xác nhận thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng vào ngày 18 tháng 10, đồng thời từ chối thả các con tin Israel cho đến khi IDF rút khỏi Gaza. Theo lãnh đạo IDF, sự hiện diện của lữ đoàn 450, đơn vị đã hạ sát thủ lĩnh của phong trào hồi giáo Hamas cũng không được lên kế hoạch trước ở khu vực đó. Ông Halevi chia sẻ, họ không biết đang nhắm bắn ai. Trong khi đó, giám đốc viện pháp y quốc gia Israel, Chen Kudel, người giám sát quá trình khám nghiệm thi thể và ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas cho biết, thủ lĩnh Hamas thiệt mạng vì một phát súng bắn vào đầu, mặc dù trước đó IDF nói rằng ông Yahya Sinwar thiệt mạng khi xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này ẩn nấp. Khi được hỏi về kết luận của bác sĩ Pháp Y, phát ngôn viên của IDF nói rằng đã có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà. Bác sĩ Kudel cho biết ông tin tưởng vào phân tích của mình dựa trên việc khám nghiệm. Ông chỉ biết về lời kể của quân đội Israel sau khi tiến hành khám nghiệm. Ông Kudel nói, tôi đưa ra kết luận dựa trên những gì phát hiện được trên thi thể. Ông ấy hứng chịu hàng loạt thương tích, nhiều vết thương do tên lửa hoặc đạn pháo ở cánh tay phải, gạch đá rơi trúng chân trái cùng nhiều mảnh văng găm trong ngực. Chúng đã gây thương tích nghiêm trọng. Những nguyên nhân khiến ông này thiệt mạng là vết thương do đạn bắn vào đầu. Khi được hỏi về thời điểm tử vong của ông Shinwa, bác sĩ Kudel cho biết có thể là vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của ông được chuyển đến bệnh viện vào đêm 17 tháng 10.